Một Vụ Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe bài đọc Đức Tin tựa đề Chiếc Dù Đỏ. Hạn hán kéo dài dường như không có ngày chấm dứt, khiến cho những nông dân ở một làng quê nọ rất lo lắng. Họ không biết phải làm gì để cải thiện tình hình. Giờ đây, mưa là điều vô cùng quý báu với những nông dân nghèo khổ này, vì chỉ có như vậy, họ mới giữ được vụ mùa, cũng có nghĩa là có thể duy trì sự sống cho cả ngôi làng. Vì nắng nóng kéo dài, tình hình dường như ngày một trầm trọng. Trong hoàn cảnh ấy, ông mục sư của làng kêu gọi toàn thể mọi người hãy đến nhà thờ để cùng dự một buổi nhóm cầu nguyện, đặc biệt xin Chúa ban mưa xuống đất, cứu hoa màu khỏi bị cháy khô. Rất nhiều người đã đến, vị mục sư đứng ở cổng nhà thờ chào đón tất cả mọi người khi họ bước vào bên trong. Khi nhà thờ đông đảo dần, ông mục sư bước về phía tòa giảng để chuẩn bị mở đầu buổi nhóm. Mục sư nhìn quanh và thấy ai nấy vẫn đang bàn tán rơm rã dọc các dãy ghế. Một số người đang chào hỏi nhau. Ông bước đến bục giảng và nghĩ đến việc phải giữ mọi người yên lặng để bắt đầu buổi nhóm. Mắt ông lướt nhìn khắp ngôi nhà thờ. Trong khi ông cất tiếng đề nghị mọi người giữ yên lặng, bất ngờ mắt ông dừng lại ở hàng ghế đầu, nơi ông chú ý thấy một cô bé 11 tuổi đang ngồi im lặng. Khuôn mặt cô bé ánh lên một vẻ hồi hộp, vui thích. Bên cạnh cô bé, một chiếc dù màu đỏ dựng thẳng, như sẵn sàng để được sử dụng. Vẻ đẹp và nét ngây thơ trên khuôn mặt cô bé khiến vị mục sư mỉm cười. Ông chợt nhận ra đức tin lớn của cô bé kia. Không ai khác trong nhà thờ hôm ấy mang dù. Tất cả mọi người đến để cầu nguyện xin Chúa cho mưa xuống. Tuy nhiên, chỉ có một mình cô bé nhỏ đến với lòng mong đợi Chúa sẽ trả lời mà thôi. Chúng ta lắm lúc cũng có thái độ như những nông dân kia, cầu nguyện rất nhiều nhưng lại không thật lòng tin cậy Chúa sẽ trả lời. Có khi chúng ta thầm trách sao Chúa không trả lời, không giải quyết nan đề của mình. Nhưng chính thái độ không tin ấy là nguyên nhân khiến cho lời cầu nguyện không được nhận. Là con cái Chúa, chúng ta phải hiểu rằng Chúa sẽ trả lời theo cách và thời điểm của Ngài. Còn việc của chúng ta là phải tin cậy và trông đợi nơi Ngài với niềm tin thật. Có như vậy, cuộc sống chúng ta mới kinh nghiệm được tình yêu thương và sự trả lời cầu nguyện tuyệt diệu từ Thiên Chúa. Câu gốc suy gẫm. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ cho những điều mình chẳng xem thấy. Hebrew đoạn 11 câu 1. Muốn thật hết lòng.